Sáng đi Ừ. với cái đứa phó chủ nhiệm câu lạc bộ, nó con gái với Dung Ừ. Dương Giang Dung, Hôm nào anh nó em mình kết hợp xong quay clip tung cái mang buổi đấy cái nào đấy, ôi giời. không cái buổi mà tập văn nghệ ấy. À vâng, Ừ. hôm nào tập văn Nào. nghệ điện lên, có số Ừ. điện, có mạng đấy điện lên. Đâu, thầy đứng vào đây để xong giới thiệu cái. Đấy. Ừ. Nào giới thiệu chào đây. Vâng, xin chào Khán tất cả giả nhà yêu Bổng nhá. Rong Vlog. Vâng, hôm nay rất vinh dự được lên hình của Kênh dòng Dung Vlog, Rong. kênh dòng Vlog. Ừ. Đấy. Giới Hôm thiệu nay vườn đào. vâng, đang gặp kênh ra quay tại vườn đào. Ừ. Vườn đào này Chu Nguyễn. Gì từ vườn nào gì Chu Nguyễn, Chu nick Nguyễn. Chu Nguyễn. Ừ. Thế Mình mở Chu Nguyễn. đầu bài bài thơ đào ấy xem À, quay nào. thơ. Vườn này. Vâng. Nàng em nay rộ phong trào, thi nhau nhà nhà quốc rộ rồng đào bán hoa. Ừ. Theo nàng em cũng tham gia, nhà chỉ trồng được vài ba bốn sào. Giá cả chưa biết thế nào, tất cả phụ thuộc về tùy vào từng năm. Đã rồng thì phải chú tâm áp dụng kỹ thuật bón chăm hàng ngày, phân do nước đôi đủ đầy, thuốc sâu thuốc bọ việc cày chớ quên. Đấy, đấy thế là hết à? Còn nhưng mà thôi. Qua à? Để giới thiệu qua cái đào đào rồng là bao nhiêu rồi? Vâng, xin giới thiệu với cả nhà này, đào Đi này vào là đi Chu vào. Nguyễn, thì với chồng là Chu Nguyễn. Chu Nguyễn, đến nick Chu Nguyễn. À, Lịch Nick của Chu mình Nguyễn. là Chu Nguyễn, còn Ừ. tên thật này của mình là Nguyễn Duy Chữ. Chữ chữ gì? Nguyễn Duy. À, Duy. Nguyễn Duy Duy Chữ. bà tên là gì? Bà tên là Nguyễn Thị Thuân. Dư Thuân, nhà vườn đào Dư Thuân. Vâng. Và nào nhà Ừ. mình thì báo cáo với tất cả nhà này, cái sắp cuối năm nay nhà vườn này xuất khoảng độ 200 cây như thế này. 200 cây này. Và còn 500 cây vừa rồi mới xuống. Đây, vừa vừa đi dạo cho khách hàng vừa đi vừa chạy. Vâng. Đấy chậm. Đây cái phân này là bón thế nào? Để báo Để cáo trẻ với tất con cả cả để bà nhà đây con xem là phân nhà vườn nào. vườn nào là Chu Nguyễn thì không dùng Chung cái nhỉ. gì phân, nếu phân phân hữu cơ thì gia đình Chu Nguyễn toàn dùng phân bò, phân trâu, Phân chuồng. nó bảo đảm Phân cho hữu độ sinh cơ. trưởng. Đúng Phân rồi. gà này đặc biệt là mọi người bón phân gà, nhưng nhà Chu Nguyễn thì Không bón. không dùng À phân gà. đấy lại khác nhau. Đây chuẩn dùng Lý do là lý do tức là cái phân này nó mát, nó lành tính không đấy, nóng phân kể gà. cả bón trời mưa bón gập vào gốc hay không gì, nhưng mà phân gà nếu bón cẩn thận trời mưa mà xong rồi gặp đến nắng cái là Nó dễ lỏng. bị nóng À. đấy. Cái phân bò này thì Phân bò nó mát rồi. Chú Nguyễn tự đi đến các cái cơ sở của các gia đình tự lấy, là không mua qua trung gian Ừ. đấy, thì giá thành nó cũng rẻ hơn. Thì Thế hiện tại báo cáo với cả nhà, bây giờ một bao phân bò ở đây người ta bán, nếu bao bán nhiêu? nhiều thì đóng là 25.000 một bao. Ừ. Đây phân bò là Chú Nguyễn này, Ừ, đây. đây dày đây. Đấy. Dày, dày 5-10 phân. Người ta thì phủ bằng rơm, Chú Nguyễn thay bằng rơm. Để phủ phân bò. 50.000 một bó rơm thì Chú Nguyễn mua được 20 hai bao phân bò. À, Đấy, lại thế. 50.000 một bó rơm. Thế Nguyễn mua được hai bao phân bò. Cho nó vừa xốp và nó vừa Thế tốt. nhưng bây giờ đậy rơm thêm mà có được. Đậy cũng được, nếu có điều kiện đậy rơm thơm thì giữ cái độ ẩm. Giữ độ ẩm hay là chống trôi nhỉ? Đấy, chống trôi. Đấy. Ừ. Chú Nguyễn Tỏa thì lắm ạ. Cái này là thầy phun cái này là mấy lượt ạ? báo cáo với cả nhà này, từ một tháng là Chú Nguyễn bơm 3 lần, 10 ngày bơm lần, bơm phòng, Cái này bơm được cho phòng trước. được 20 phân ngoạn đúng không? Đấy. Độ tầm bao nhiêu thì cắt được cái đâm đầu tiên? Cái dăm đầu tiên này cũng Đây phải để có nó già, chắc phải cỡ độ 4-50 phân. một tháng nữa mới cắt được. Tháng nữa là Một 5-60 năm phân đấy. thì báo cáo ở nhà chỉ cắt từ 3 lần đến 4 lần cắt dăm. Nếu tốt quá thì cắt lần 4 lần, không 4 chỉ lần. có 3 lần thôi. Ừ. Để nó già cây thì nó phát triển, nó chiều ngang cây. Ừ. Thế mình cứ nuôi cái chiều cao lên, cắt thì cái nó lên cao nhưng mà cái thân nó bé. Ừ. Đấy. Thế báo Ừ. cáo của nhà Cắt để cho nó xuống dăm nữa. đấy, để nó xuống, để nó tạo ra nhiều cái Không mắt nhiều nữa. nhiều nhiều người ta gì nhỉ, phun cái hãm dăm có được. Không, hãm dăm là vào cái kỳ để chuẩn bị năm nọc hoa. Ừ. Tức là đến tháng 10, cuối tháng 10, đầu tháng 11 Nó là chùn dăm lại hả? hãm để chùn để nó làm cái nọc hoa. Đấy. Ừ. Chứ không phải là hãm bây giờ, hãm bây giờ người ta cũng đang hút thúc để cho nó lên. Đấy, báo cáo với Nhưng nhà 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 anh nhà có phun đấy, có phun phun hãm dăm không, không? hãm dăm thì đến cuối tháng 10 Cũng phun gì có bơm. bơm mấy lượt? Bơm nếu như mà nó chưa xuống tốt quá thì bơm 2 lần. Ừ. Không thì thường Hôm thường bơm 2 nhà lần. nhà gì nhà nhà phiên hẹ rồi em phun em bơm 3 lần Ừ, cũng có nhà thì phiên hẹ đây ở trong trong này. bơm đồng cống. Ừ. Thầy Trung Nguyễn thì Đi anh em mình vừa đi vâng, rồi vừa đi mình ngắm tổng ruộng này, độc ruộng này 200 có tổng ruộng này là 160 cây, à, tầm sáu nhưng mà cây trên cái bãi đều thì lắm ạ. Cái huyền này phải mấy mét này nhỉ? huyện này thì báo cáo của nhà là của nhà Trung Nguyễn thì
Đây là cái huyền này này, có nhìn cây đấy, dài lắm. Dài khoảng độ 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi. Chiều cao này uốn từ dưới chân lên là chiều cao là 1m8. 1m8. 1m8 thì sau đấy mình để vào cái không gian nhà. Nhà ống ấy, cái tivi thì nó ở cái tầm trên rồi. Nó trên tivi. Đúng rồi. Thế mà thường thường có người mà không được nuôi không được dài thì nó tầm độ 3m7. Ừ. Đây các bác nhìn bắt đầu mưa lên nó phát, hai là phân bón toàn phân trâu phân bò. Đây nhà Trung Nguyễn thì đặc biệt là dùng toàn phân trâu phân bò. Phân trâu, đúng không rồi. Dùng một hạt phân gà nào mới ừ. Phân chim. Đây các bác nhìn dây cộp ở dưới chân. Đây phân này mọi người nhìn phân này. Đấy. Hai phân này. Còn mấy phân. Mấy phân. Ê, run này nó ở đây, đây có run đúng không? Còn run này tác dụng này. Đây vừa rồi Trung Nguyễn. Chính con run này nó mới là con đấy. Con đấy này. Đấy. Con làm xốp đất này. Vâng. Đấy. Rất đấy. Kinh tế sang năm dòng nó lại không, đất nó không bị thoái hóa biến chất. Các bác nhà dùng cái phân bò thì nó bền cây. Bền cây. Mà cái cây này từ năm cái phân bò nó ít sâu bệnh. Sau hoa nó cũng chắc hoa. Mới hai cải tạo đất. Cái hoa nó sẽ mập. Mà. Mỗi người có một cái phương pháp. Hoa tốc độ sẽ lở ấy không như phân đạm. Mọi người có cái là mọi người thì cứ dùng cái phương pháp khoanh. Nhưng mà nhà mình thì 2 năm nay là hầu như không khoanh, chỉ có hãm thôi. Khoanh được thì nó ra đồng loạt, nhưng mà đôi lúc hoa phun hãm thì cái hoa nó sẽ không mọc bằng cây không khoanh. Tức là mình chỉ hãm thôi, nó xuống thì hoa nó mọc. Thì mỗi người có một cái phương pháp làm khác nhau. Nhà Trung Nguyễn thì hầu như không khoanh, chỉ có hãm thôi. Chỉ có hãm. Cuối tháng hãm thuốc. Hãm cho nó chùn để nó làm độc. Chùn độc tháng 8 là phun, tháng 7 rồi. Tháng 8. Tháng 10. Tháng 10. Tháng 8 nó vẫn để phát của nó vì mới cắt. Lúc đấy nó ấy rồi. Nhưng mà họ vào tháng 7 nó phải cắt xong. Tháng 10 xin lỗi cả nhà, tháng 10 nó xuất lá. Ừ. Tháng 8 nó. Tháng 8 xin lỗi cả nhà. Chú Nguyễn nhầm sang cái chỗ xuất lá. Ừ. Xuất lá nó cuối tháng 10 đầu tháng 11 nó xuất. Xuất. Mỗi người có một phương pháp làm, thực ra thì ở đây thì mọi người cũng mới là làm độ vài ba năm nay, thế cũng chưa có một cái công thức nào nó là chuẩn cả. Ừ. Cái thứ tự mình vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mỗi nhà rút kinh nghiệm, mỗi nhà làm ở đấy. Bây giờ thì mỗi ngày một đẹp. Ừ. Nhưng mà nhà anh là không rằng cái dây nữa để lắc đi các bạn. Không, báo cáo anh là đây là mấy qua nó chưa. À, chưa chỉnh lại gì. Chưa chỉnh mấy cái gọi là níu form thôi. Ừ. Còn phải chỉnh nữa để cho nó đẹp lại xuống, chưa kéo như cây kia. Đây là cây nào kéo lên kéo xuống cái lòng nhà. Đây là chờ đến một cái đợt dăm này ấy, cắt xong thì mình sẽ kéo nó rằng không nó sâu đi sâu lại nữa. Rõ lắm. Giờ mình kéo là cái dập này nó đang non, sợ nó dập cái nọc này. Để sau cái nọc này nó già, cái nọc mà cái dăm đầu được thì mình sẽ kéo hai bên nó cố định, mùa gió nó không đẩy được. Cây này năm nay thì phát triển mạnh, là thôn đấy gần như hết nhỉ. Vâng, đấy, đi. Cắt cành, dăm đầu tiên này. Dăm đầu tiên. Ừ. Đây cắt một gọi một đợt rồi. Đây một đợt bây giờ đang lên. Ừ, cắt là lửa hả? Cứ một năm nếu mà ai mà tốt thì phải cắt được 4 lượt, cắt tăng còn được 3 lượt. Ừ. Đều lắm ạ. Đây đi sang này thầy, đi sang này nó đẹp đấy, view này đẹp không? Đẹp. Ừ. Đều như trong này này, thành cái khung. Cái này thằng nào mới vừa kéo form thôi, còn tới đây còn chỉnh nó xuống trên. Chỉnh cái này gì? Đây, chỉnh xuống cái này nữa. À. Đấy. Cho nó hơi. Chỉnh nó bằng cái này. Nó hơi ấy được hả? Không để nó góc quá. Như thế này cũng người ta để thế này cũng được, nhưng mình muốn chỉnh xuống cái. Có người để thế này. Cũng người để thế này. Ừ, để nó lên vươn lên. Tức là nó hơi lên chứ mình không cho nó phẳng thôi. Đẹp cơ. Cái này có cá. Có cá. Dưới rãnh là có cá. Ừ. Nhiều người bảo là phun thuốc nó chết, nhưng mà còn cá đen nó cũng sống nhỉ. Cái kỳ nào ấy mà nó cạn nước thì có thể mình bút lên sâu, thì có thể nó nắng thì nó kẹt nó mới chết. Nhưng mùa này nào nó không chết. Mùa này không chết. Cái mùa nó nắng nó cạn nên mình bơm thuốc sâu thì những cái thời kỳ tháng 6, tháng 7 cái nhiệt độ của nó ba mấy gần một độ C, độc nước nóng không đã cần chết thì mình bơm thuốc nó chả chết. Đúng rồi. Thế còn mùa này thì thao có chết đâu. Làm liền đẹp nhỉ. Cái này trong vài hôm phải phun hay là định kỳ? Cái này thì báo cáo là cứ thường thường là cứ 10 ngày bơm lần. 10 còn ngày. Tùy theo. Thế là định kỳ. Đấy, định kỳ. Cứ mình cứ bơm định kỳ để phòng, nhất là cái đào con ấy. Cái bướm nó lở ra. Là phải giữ được làm sao đừng để nó bị cụt ngọn. Cụt ngọn. Cái ngọn là mất một nhịp được khoảng nửa tháng. Đúng rồi. Nó cắn ngọn thì cái đào con mới trồng.
Đấy, còn cái đào này là ngọn nó mới đã đủ rồi, nhưng mình mới bơm phòng là nó sâu đục thân, nó bị gãy mất ngọn. Cứ phun định kỳ. Tiên cắn nõn là không quá Cắn nõn thì bây giờ cũng mới bơm, sợ nó cắn cái đầu dăm này. đâu. Mình vẫn cứ bơm định kỳ. Làm thì cứ tự làm, thì cứ học hỏi những anh em làm trước, xong mình cứ rút kinh nghiệm. Thế là nhà 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 thầy là dòng bậc mấy năm, Đào này á, kinh nghiệm là dòng mấy năm ấy? là nhà mình thì năm nay dòng sang năm thứ tư, Thứ tư 4 năm. Đại học có 5 năm là ra trường, 4 năm cấp tốt năm nghiệp rồi có nữa nhỉ. đây dòng năm thứ tư, Thứ tư là tốt nghiệp nơi rồi, đại khái phải 5 6 năm trở ra thì thứ tư là thứ năm ấy, rồi. Mỗi năm nó bị một phát xong lại rút kinh nghiệm, mỗi năm chỉ được một lần rút kinh nghiệm thôi, dòng năm thứ tư thứ năm có rồi. phí trường học thì là độ 300, phí trường đời có người phải trả mấy tỷ không Như những cây này là đạt tiêu chuẩn đại một này, đây gì. A1 này. Những cây này là A1, về cả cái chiều form nó cao này, uốn nó dẻo, Đúng rồi. chiều dài là A1. À Những cây này A1. Thế hoàn toàn trong ruộng mình thì chắc là cũng không đạt được hết đâu, A1, chỉ A1, A2. Một số A1, một số cái tiêu chuẩn đạt A2. Đấy. Đấy, những cái cao kia là đạt A1. cây Những cây cao này là A1, những cây nó đều uốn dẻo nó to. cuối kết thúc chương trình không có bài nào Thơ thì thử thử gì cũng được. đọc thì nhiều lắm, bây giờ nó nhớ không trọn vẹn, đọc nó dở đấy. Đọc vài câu cho nó vui. Đấy. Kết thúc chương trình gần nào nhà Duy gì? Vườn nào nhà Duy Chữ, Duy Chữ. cái nick name của Duy Chữ là trên Facebook nó là Chu Nguyễn, Chu tức Nguyễn. là Nguyễn Chữ nhưng mà viết Chu tiếng giống nó Nguyễn. thành Chu Nguyễn. Viết tiếng giống nó thành Nickname là Duy Chữ, vườn đào thật là Duy Chữ. Vườn đào thật, còn nickname trên Facebook đó Nickname nó là tên. là tên Còn giả sử người ta mua thật là mình phải nói tên và vợ chồng. số điện thoại đang có hết Đâu, đọc thầy. 0988 838019. Rồi, nhà vườn. Nhà vườn Duy Chữ, Duy Chữ thôn. thôn Yên Thiện, xã Bảo Sơn. Rồi, thầy chào ông giả của ông Long ấy. Vâng, Đấy vâng thầy. xin chào cả nhà. Ông Long với lúc vừa quay vườn Vâng. đào nhà Duy Chữ các bạn, đẹp lắm, đây là cái view. View đẹp lắm. Đấy thầy đứng đây để tôi chụp rồi. Đẹp lắm. Đây, nhìn đây. Đấy. Rồi. Tối nay sẽ tối mai phát này. Các bác xem kênh Cùng Rong, ủng hộ kênh Rong lắm nhé. Vườn Vâng. đào Duy Chữ đẹp lắm các bạn. Cuối năm các bác tổng 8, 9 là các bác về Hôm nay vừa xem. nói cái là nó sai cái chỗ thuốc lá và Ừ. cái răng. Không, cái đấy thì hơi rồi. Đấy, mình đang nghĩ là thuốc lá nhưng mà nó nhầm sang Đẹp cái lắm răng. Không phải, nhiều người người ta nghiệm nó bảo nó nói các thế là không đúng. bạn. Phạm. Các bác ủng hộ kênh Cùng Rong lúc nhé. Vâng. Xin cảm ơn.